Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì mấy anh em giới thiệu cho anh em cái dòng loa bên em nha anh em. Thì bên em hiện bán lúc trước hiện bán cũng nhiều dòng loa lắm. Thì mấy cái dòng bán nhiều lắm nha anh em. Nhưng sau này em bán còn loại một à. Thì cái dòng này thì xài ok nhất nha anh em. Thì dòng này giá chủ yếu là giá thành á. Giá thành nó rẻ mà nó xài bền đó nè. Thì loa bên em là loa mới 100% nha anh em, loa mới 100% ha. Thì khi mà giao về cho anh em á thì cho anh em có quyền test thử thoải mái nha anh em. Thì cái loa này á là nó giá thành nó rẻ mà lại nó xài bền nữa nên anh em nhiều anh em xài dòng này lắm. Thì cái loa này á thì mình điều khiển được khoảng 300m nha anh em, 300m nha. Nhưng mà anh em nào muốn mà cho nó xa hơn nữa thì mình kéo cái anten để lên cây thì mình điều khoảng khiển khoảng từ 50 đến 100m nữa nha nè. Cái loa này âm thanh nó lớn lắm, thôi nó lớn lắm nha nè. Thì cái loa này hiện tại thì em đang bán giá là 480 nha nè, 480 không có thẻ nha. Thì nó đầy đủ phụ kiện hết trơn. Con này có tặng 3 cục pin, cục sạc, rồi đồ khiển, đồ túi đựng đồ đầy đủ cho nha nè. Thì cái loa bên em là loa mới 100% ha. Khi mà bảo đảm anh em là mới 100%, không phải như loa dán tem sửa lại nha anh em. Thì cái loa không thì em bán là 480, còn mà anh em muốn mua thẻ nhớ luôn á là 560 nha anh em. Thì để nhớ thì tiếng chim ngày thì em cài cho anh em ha, còn tiếng chim đêm thì anh em mua thì một con thì em bán là 150.000 nha anh em, 150.000. Thì tiếng chim anh em thì em làm riêng, em tự làm nha anh em, chứ em không có đau trên mạng hay gì xuống nha. Thì cái thẻ nhớ bên em thì em bán nhiều lắm. Thì những anh em nào xài thẻ nhớ bên em thì rất tấm nha anh em, thẻ nhớ làm riêng không hay lắm, tiếng chim hay lắm. Chuyện là rồi ngoài ra em có bán thằng giò bảy cua gáy nha nè. Thì em bán cái thằng giò bảy cua gáy này bên em á, thì em bán chỉ một loại một duy nhất là thằng cấp độ C7 nha. Em không có bán thằng cấp độ C4 nha nè. Thì cái dòng cấp độ C7 này thì dòng anh em xài nhiều nhất nè. Thì cấp độ C7 á là 7 con cấp lụa nha nè, 7 con lụa xe mảnh siêu mảnh nha, siêu mảnh xe lại nha nè. Cái này xe bằng máy nè, cho anh em coi nha. Xe bằng máy nó mới đều đẹp gì nha nè. Thì khi mà quay gần á thì anh em sẽ nhìn thấy, còn nếu mà tách ra từ cổng đưa ra ngoài là khó thấy lắm nha nè. Dòng thành hình nha, con cáp nó cũng cáp màu vàng luôn nha nè, màu dây nè, dây này dây siêu bền, dây nhựa màu cổ khô nha nè, cổ khô ha. Cái phen nhỏ này là làm phen liền luôn nha nè, liền luôn ha, phen gam gam cái màu vàng. Và cái chân cắm của nó là cái chân đập dẹp nha nè, chân đập dẹp rất nhọn nha. Thì chân này là mình thép nha nè. Còn ở khúc cái trên này á thì có khoan hai lỗ để quấn cộng đồng nè nè. Thì khoan hai lỗ quấn đồng luôn nha, quấn cộng đồng trên cho thắt chắn thêm cộng cáp nữa nha nè. Thì hiện tại thì em đang bán 3 dòng là dòng chữ O, chữ U và chữ C. Dòng này em đang cầm trên tay là dòng chữ C. Thì tùy theo sở thích của anh em nha nè, em thích đánh dòng nào thì anh em alo em. Thì anh em mua hàng anh em điện trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề, hoặc là anh em nhắn tin bên Zalo, hoặc là như mà anh em muốn có nhiều sự lựa chọn hơn á, anh em thì qua bên mấy kênh điện tử như là Shopee hay là TikTok á, bên em thì em đều có đăng bên đó hết. Thì anh em qua bên đó anh em lựa cần cái mẫu nào đó thì anh em mua. Thì bên đó thì anh em cũng bên cái kênh đó hiện tại cũng có hỗ trợ giá, hỗ trợ ship nữa đó nè. Thì anh em bên đó thì hoặc là anh em điện em trực tiếp ha. Anh em điện trực tiếp thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Thì những anh em nào mới tập chơi á thì nên điện em. Thì anh em điện em thì đừng điện từ lúc 11 giờ 1 giờ rưỡi nha anh em. Thì giờ đó anh em điện giờ đó thì em nghỉ trưa á, em không nghe máy được thì anh em giận em ha. Anh em qua giờ đó rồi anh em điện giờ nào cũng được chân nha anh em. Thì ba dòng chữ O, chữ U và chữ C nha anh em. Dòng này dòng chữ O. Thì cái dòng ba dòng thì có dòng chữ O này là cái chân cắm nó cao này, cao hơn hai dòng kia. Thì dòng chữ O này thì mình cắm đất mềm đất cát là ok lắm nha anh em. Chắc chắn lắm, cứng lắm. Thì ba dòng thì 7 chân là bán 90.000, 7 chân là 90.000, 10 chân là 130 nghe anh em. Dòng này là đồng cấp lũa C7 ha, cấp lũa C7 nha anh em. Và tiếp tục là em giới thiệu cho anh em cục chì. Thì cục chì này thì em bán là cục chì 150g. Thì cục chì 150g này là nó bay không được nha anh em, không bay xa, có bay cũng không bay xa được nha. Thì nó vừa nhất. Còn ngoài ra cái cục cái loa mà anh em xài mà lâu ngày á, nó có bị chai như 2-3 năm thì nó có chai pin đó nè. Thì bên em cũng có bán pin cho mình thay luôn. Thì cục pin này là pin hiện tại pin thương máy ha. Pin này bán giá là 101 nha nè. Còn cục sạc dự phòng này thì mình đi mình đem theo bỏ theo tiện lắm nha nè, bỏ dắt vô cái túi á. Thì
thì có hết pin lấy làm xài luôn. Thì cục sạc này thì bán giá là 101 luôn nha anh em. Ha, anh em cần cái mẫu nào thì alo em ha. Còn người qua cái em có bán cái túi gời nha anh em, túi này túi để nhung bóng ha. Để nhung bóng này thì nó có hai túi hai bên nè. Cái này anh xem xài nhiều lắm, đừng có mấy cái mẫu loa mới gì giờ mấy loa đứng đó nè. Ok đó, cái này thì túi này em đang bán giá là 100.000 nha anh em. Còn pin này pin điều khiển nè. Điều khiển là mod ha, cặp 25.000. Còn cái này là cái điều khiển ha. Thì có bán đủ hết trơn nha anh em, trong cái loa hay anh em cần cái mẫu nào thì có bán ha. Cái này cục sạc luôn ha. Em bán gửi hết trơn nha anh em. Rồi, một lần nữa em cảm ơn mấy anh em nhiều ha. Anh em nào có thương thì ủng hộ em nha anh em. Thì cái này là bộ nọc đánh trần nè, nọc đánh trần này là bằng cây bằng inox. Và cái chân là bằng inox nha nè, cái đầu là bằng nọc thao, còn chân là bằng inox đặc nha anh em. Inox đặc ha. Này cặp 180 nha anh em. 180 ha. Thì anh em mua hàng điện em trực tiếp số điện thoại em để cho tiêu đề, hoặc là anh em qua mấy kênh điện tử như là Shopee, TikTok rồi nha anh em, Lazada rồi em mua đều có bán nha. Thì anh em qua đó nha anh em. Thì một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.